là ngôi sao ở dưới này chúng em lúc nhìn chị, lúc thì chuẩn, lúc thì khuyết. Sao thế hả chị? Cậu có biết không? Các em nhỏ có biết không? À, em biết rồi. Khi mình nhìn mặt trăng bằng hai mắt to như thế này thì mặt trăng sẽ tròn. Còn lúc khi mình nhìn mặt trăng bằng một mắt như thế này thì mặt trăng sẽ khuyết. Không phải đâu chú Quệ ạ. Mặt trăng tròn khi khuyết là mình... em biết rồi. À, khi mặt trăng tròn thì mặt trăng tròn như cái đĩa. Còn khi mặt trăng khuyết thì khuyết như cái liềm của bé bách cổ ấy. Không phải đâu. Quệ nghe chị giải thích này. Ở trên bầu trời có mặt trăng này, có mặt trời này. Mặt trời thì rất là to, còn mặt trăng thì rất là nhỏ. Cứ khi nào trời xấu tính che lớp mặt trăng thì mặt trăng... Thì mặt trăng không còn đúng không? Đấy, em đang định nói đấy. Đây đây, chị Hằng nấp sau lưng em đây này. Chị Hằng núp xuống. Bây giờ, chú Quậy là mặt trời, còn chị Hằng là mặt trăng. Chúng mình có nhìn thấy chú Quậy không? Chúng mình có nhìn thấy chị Hằng không? Vào đầu tháng, anh né sang một tí. Chúng mình có nhìn thấy chị Hằng không? Vào giữa tháng, anh né một tí, thêm một tí. Anh nhảy thẳng ra ngoài này. Chúng mình có nhìn thấy chị Hằng thật tròn và xinh đẹp không? Một tràng pháo tay cho trả lời giải thích hoàn toàn đúng nào. La la la.
bạn vừa có tài năng hát. Xin mời bé Phương Thảo. Các bạn hãy dành cho bé Phương Thảo một tràng pháo tay nào.